Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai kênh thể thao quốc tế đẳng cấp với hàng loạt giải đấu độc quyền: cầu lông, MotoGP, bóng bàn WTT, hệ thống giải tennis Grand Slam, hệ thống giải Gold Major và đặc biệt Saudi Pro League, giải bóng đá quy tụ ngàn sao hot nhất thế giới cùng rất nhiều giải thể thao hấp dẫn khác không thể bỏ lỡ. Đón xem trực tiếp lễ ra mắt hai kênh thể thao quốc tế độc quyền Sport TV và Sport TV 2 16 giờ ngày 16 tháng 1 2024 trên MyTV sự kiện trực tiếp.